Bùm Bùm vừa sinh con đầu lòng, Phương Lê tới ngay bệnh viện tặng 500 triệu đồng Và cuốn sổ đỏ căn nhà chung cư ở Phú Nhuận làm quà cho em bé. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Phương Lê thông báo chính thức là mẹ đỡ đầu cho con Bùm Bùm, tức con của chú Bảy Tiểu Linh, em họ Hồng Loan. Phương Lê khoe hình ảnh cô chuyển khoản 500 triệu đồng cho Bùm Bùm với lời nhắn: "Chúc Bùm mạnh khỏe, em bé mau ăn trong lớn. Tiền này là chị tặng cho bé Bùm bồi dưỡng, còn một món quà vô cùng lớn chị sẽ mang tới bệnh viện nhé." Theo tiết lộ của Bình Tinh, em gái Bùm Bùm hạ sinh một bé trai nặng 3,6 kg rất khôi ngô tuấn tú. Ngay lập tức nhiều fan đã chúc mừng bùm bùm mẹ tròn con vuông. Được biết món quà khủng mà Phương Lê nói đến là một căn hộ chung cư ở quận Phú Nhuận, gần với căn nhà của nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy Phương Lê chưa tiết lộ về giá trị căn hộ sắp tặng nhưng dân mạng đồn đoán ở Phú Nhuận căn hộ sẽ không dưới 3 tỷ. Điều này khiến fan hết sức ngỡ ngàng và ngưỡng mộ độ chịu chơi của hoa hậu Phương Lê. Nhiều khán giả bình luận: "Thương quá Phương Lê ơi, vừa đẹp người vừa đẹp nết, còn tốt bụng, trên đời hiếm có người như vậy." Phương Lê cho biết vì thương cho cô em Hồng Loan nên bất cứ ai ủng hộ Hồng Loan chị đều giúp đỡ hết mình. Chị làm vậy do lòng yêu mến đối với chị em Hồng Loan. Đừng ai nói rằng chị chiêu trò để đánh bóng tên tuổi. Phương Lê không cần làm điều đó vì mình đâu phải nghệ sĩ đâu phải làm vậy. Trước món quà đặc biệt của Phương Lê, Bùm Bùm và ông xã hết sức xúc động thay mặt em bé gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ đỡ đầu Phương Lê. Trước đó Phương Lê rất tức giận khi đọc được dòng trạng thái của nghệ sĩ Tiểu Linh, cha ruột của Bùm Bùm. Tôi nói thẳng luôn, một từ đối với tôi quá mất dậy. Một đứa con kêu tôi bằng ba, một đứa là cháu kêu tôi bằng chú. Cho tôi bỏ hai từ này đi. Kể từ hôm nay, tiếng ba và tiếng chú cho tôi xin rút. Cả đời đến khi Tiểu Linh nhắm mắt vẫn sẽ mang theo câu nói này của mình, xuống đáy mồ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Ông bà nói câu, hùm dữ không ăn thịt con, mà giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi. Ăn thịt cả dòng họ luôn rồi, còn gì mà nói nữa hôm nay trước clip này tiểu linh tuyên bố không có đứa con tên võ trần thùy dung võ thái thành mỹ không bao giờ có trong lòng tôi được biết sau khi drama tranh giành tài sản trong gia đình nổ ra bùm bùm luôn ủng hộ hồng loan từ đầu tới cuối vì chị em thân thiết và quá hiểu tính nhau bùm bùm cũng nói về câu chuyện của cố nghệ sĩ tù vũ linh muốn đem tài sản giao cho con gái hồng loan có một ngày em và chồng lên thăm bác năm, lúc đó bác mới ngủ dậy và tắm xong, bác tỉnh táo chứ không nhậu. Em chào bác thì bác hỏi, khi nào hai đứa cho bác bồng cháu? Em mới nói là có Ruby con chị Phượng rồi, rồi con chị Loan cũng mấy đứa. Thôi con cứ từ từ đi bác. Bác mới hỏi ngược lại em, ủa con Phượng họ gì? Con họ gì? Con của con Phượng là khác, con của con là khác. Lúc đó, em cũng chỉ biết nghe, rồi tự dưng bác đề cập đến chuyện tài sản bác giờ cũng gần đất xa trời rồi, không còn sống bao lâu nữa đâu. Khi bác mất, tài sản này cho ai? Cho chị Loan mày chỉ cho ai? Trong giấy tờ bác có mình con Loan là con, không để cho nó thì để cho ai? Sau này bác đi, chị Loan sẽ thay bác lo cho con, con ráng bên cạnh chị Loan đừng bỏ nó. Bác nói xong thì chị bê vào, bác im lặng đánh chống lảng đi chuyện khác. Sau này nghĩ lại mới biết những điều bác nói đều có nguyên do cả. Bùm bùm vừa hạ sinh con trai đầu lòng, Phương Lê chuyển ngay 500 triệu. Mới đây trên trang cá nhân của Hồng Loan chia sẻ hình ảnh Bùm Bùm sinh một bé trai kháu khỉnh. Khi Bùm Bùm vừa sinh con xong, Hoa hậu Phương Lê đã chuyển ngay 500 triệu chúc mừng mẹ con Bùm Bùm. Bùm Bùm sinh con nhưng rất tiếc không có mặt của ông ngoại Tiểu Linh, mang trong mình dòng máu cha con vậy mà Tiểu Linh coi Bùm Bùm như cái gai trong mắt, không quan tâm gì đến con ngay cả cháu mới chào đời cũng không một lời hỏi thăm. Sinh con xong đau thấu trời xanh vậy mà không có tình yêu thương của cha bên cạnh. Toàn cảnh của Bùm Bùm ai cũng xót xa, cũng may bên cạnh Bùm Bùm còn có Hồng Loan, các anh chị như Hoa hậu Phương Lê, anh hai Vũ Luân, chị Ba Bình Tinh những người luôn yêu thương giúp đỡ Bùm Bùm hết sức. Bên cạnh đó người chồng chính là động lực lớn nhất giúp Bùm Bùm vượt qua thời kỳ khó khăn này. Ngay cả khán giả cũng thương, xót xa liên tục nhắn tin động viên. Còn có người cho cả quần áo và vật dụng chăm sóc hỗ trợ Bùm Bùm. Trong cái rủi cũng có cái may. Nhận được tình yêu thương quá lớn, gia đình của Hồng Loan luôn trân trọng và cảm ơn tất cả anh chị cô chú đã luôn động viên và đồng hành cùng gia đình Hồng Loan. Trước đó nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố một cái từ đối với tôi là mất dạy một đứa con kêu tôi bằng ba một đứa là cháu kêu tôi bằng chú cho tôi bỏ hai từ này đi kể từ ngày hôm nay tiếng ba về tiếng chú cho tôi xin rút nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố cả đời đến khi Tiểu Linh nhắm mắt vẫn sẽ mang theo câu nói này của mình xuống đáy mồ tôi chỉ nói vậy thôi ông bà có câu hùm giữ không ăn thịt con mà giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi cả dòng họ nó ăn thịt luôn rồi còn gì mà nói nữa hôm nay trước clip này Tiểu Linh tuyên bố không còn được con tên võ Trần Thủy Dung võ Thái Thành Mỹ Hoa hậu Phương Lê thương bùm bùm không có việc làm, tặng quà khủng cho bùm bùm trước ngày sinh em bé. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Phương Lê thông báo cô đã chính thức là mẹ đỡ đầu cho con của bùm bùm, con của chú Bảy Tiểu Linh, em họ của Hồng Loan. Ngoài ra, chị bùm bùm sinh con, Phương Lê sẽ tặng cho bùm một căn chung cư ở quận Phú Nhuận, gần với căn nhà của nghệ sĩ Vũ Linh. Tuy Phương Lê chưa tiết lộ về giá trị của căn hộ sắp tặng, nhưng dân mạng đồn đoán ở Phú Nhuận căn hộ sẽ không dưới 3 tỷ đồng. Điều này khiến fan hết sức ngỡ ngàng và ngưỡng mộ độ chịu chơi của Hoa hậu Phương Lê. Nhiều khán giả bình luận, thương quá Phương Lê ơi, vừa đẹp người vừa đẹp nết lại còn tốt bụng quá, trên đời hiếm có người như vậy. Phương Lê cho biết, vì chị thương cho cô em gái Hồng Loan nên bất cứ ai ủng hộ Hồng Loan chị đều giúp đỡ hết mình. Chị làm vậy là do lòng yêu mến đối với chị em Hồng Loan, đừng ai nói rằng chị chiêu trò để đóng bóng tên tuổi. Phương Lê không cần làm điều đó vì mình đâu phải là nghệ sĩ gì đâu mà phải làm như vậy. Trước món quà đặc biệt này của Hoa hậu Phương Lê, Bùm Bùm và ông xã hết sức xúc động, thay mặt em bé gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ đỡ đầu Phương Lê. Được biết, sau khi drama tranh giành tài sản trong gia đình nổ ra, Bùm Bùm luôn ủng hộ Hồng Loan từ đầu đến cuối vì chị em thân thiết và quá hiểu tính nhau. Bùm Bùm là con của nghệ sĩ Tiểu Linh, cũng nói về câu chuyện của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh muốn đem tài sản giao cho con gái Hồng Loan. Có một ngày, em và chồng lên thăm bác Năm, lúc đó bác mới ngủ dậy và tắm xong. Bác tỉnh táo chứ không có nhậu Em còn chào bác thì bác nói Khi nào hai đứa cho bác bồng cháu Em mới nói là có Ruby con chị Phượng Rồi con chị Loan cũng mấy đứa thôi Con cứ từ 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 đi bác Bác mới hỏi ngược lại em Ủa con Phượng họ gì, con họ gì Con của con Phượng là khác, con của con là khác Lúc đó em cũng chỉ biết nghe Rồi tự dưng bác đề cập đến chuyện tài sản Bác giờ cũng gần đất xa trời rồi Không còn sống bao lâu nữa đâu Khi bác mất tài sản này cho ai không Cho chị Loan mà chứ ai trong giấy tờ bác có mình còn Loan là con, không để cho nó thì để cho ai. Sau này bác đi, chị Loan sẽ thay bác lo cho con. Con ráng ở bên cạnh chị Loan, đừng bỏ nó. Bác nói xong thì chị vào, bác im lặng đánh trống lãng đi. Sau này nghĩ lại mới biết những điều bác nói đều có nguyên do cả. Được biết bùm bùm sẽ sinh con trong hai tuần nữa. Phan rất mong nhìn mặt em bé và cậu Phúc bùm được mẹ tròn con vuông. Vũ Luân nhận Bùm Bùm và Thành Mỹ làm anh em ruột. Mới đây nhất trong một buổi livestream, nghệ sĩ Tiểu Linh xác nhận sẽ không nhận con cháu gì với Bùm Bùm và Thành Mỹ và Bùm Bùm và Thành Mỹ không còn nằm trong dòng họ võ. Tình mẫu tử mà chú Tiểu Linh chỉ vì tài sản của anh năm mà nỡ nói ra những câu đắng lòng. Vũ Luân lên tiếng sẽ nhận hai đứa làm em, sẽ bảo vệ và có bất cứ khó khăn gì của nhắn anh hai. Anh sẽ giúp hết mình, không cần người cha quá vô lương tâm. Bình tinh liền vội comment, Chị ba nữ nhé, có gì khó khăn chị ba sẽ giúp đỡ hết lòng. Mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi hai đứa và cả Hồng Loan nữa. Khán giả xúc động trước tình yêu thương của Vũ Luân Bình Tinh dành cho gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Chiều qua, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip về em trai ruột của nghệ sĩ Vũ Linh là nghệ sĩ Tiểu Linh. Livestream trên trang cá nhân tuyên bố từ mặt con gái ruột là Võ Trần Thùy Dung, tên thường gọi là Bùm Bùm, và người cháu ruột là Võ Thái Thành Mỹ vì đã đứng về phía bên vực Hồng Loan. Nghệ sĩ Tiểu Linh tuyên bố, một cái từ đối với tôi, đó là quá mất dạy Một đứa là con kêu tôi bằng ba Một đứa là cháu kêu tôi bằng chú Cho tôi bỏ hai từ này đi Kể từ ngày hôm nay tiếng ba và tiếng chú cho tôi xin rút Cả đời đến khi Tiểu Linh nhắm mắt Vẫn sẽ mang theo câu nói này của mình xuống đáy mồ Tôi chỉ nói vậy thôi Ông bà có câu Hùm giữ không ăn thịt con Mà giờ con nó ăn thịt cha luôn rồi Ăn thịt cả dòng họ luôn rồi thì còn gì mà nói nữa Hôm nay trước clip này Tiểu Linh tuyên bố Không có đứa con tên Võ Trần Thủy Dung Võ Thái Thành Mỹ Không bao giờ có trong lòng của tôi Được biết trong vụ tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, con gái nghệ sĩ Tiểu Linh là Bùm Bùm và cháu trai ông là Thành Mỹ luôn kề vai sát cánh Hồng Loan, cả hai thậm chí còn livestream bán hàng giúp cho Hồng Loan. Ngay sau lời tuyên bố của Tiểu Linh, hai người con nuôi của ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng là Vũ Luân và Bình Tinh cũng lên tiếng. Nghệ sĩ Vũ Luân tuyên bố kể từ hôm nay, Võ Trần Thủy Dung và Võ Thái Thành Mỹ là em ruột của anh hai, bất cứ tụi em cần gì lên tiếng với anh hai nhé, mãi yêu. Còn nghệ sĩ Bình Tinh cũng bình luận phía dưới rằng Chị ba phụ lo nữa nha anh Hai.